Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Hiền Phương, phụ trách truyền thông của Pizento. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip chia sẻ về kiến thức phong thủy nhà ở của Pizento. Trong video clip này, Hiền Phương sẽ chia sẻ về phong thủy phòng khách cho người mệnh hỏa. Hy vọng những nội dung dưới đây sẽ mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích và phù hợp. Như các bạn đã biết, mệnh hỏa là một trong những mệnh của ngũ hành, có quan hệ tương sinh, tương khắc với các mệnh cộng lại, cụ thể là hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc và mộc sinh hỏa. Những người mệnh hỏa là những người sinh năm từ năm 1934 đến 35, 48 đến 49, 56 đến 57, 64 đến 65, 78 đến 79, 86 đến 87, 94 đến 95, 2016 đến 2017. Nhắc đến mệnh hỏa là người ta sẽ nghĩ ngay đến sức nóng, ánh sáng, hơi ấm và sự hạnh phúc. Do đó, người mang mệnh này thường có cá tính sôi nổi, vui vẻ, yêu thích sự chủ động, khám phá và chinh phục mọi thử thách. Nhờ tính cách mà họ cũng dễ thu hút được sự chú ý từ những người xung quanh hơn. Tuy nhiên thì ở một cái khía cạnh tiêu cực nào đó, hỏa cũng tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh. Điều này ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ xung quanh, dễ làm mất lòng nhiều người. Đặc điểm tích cực của những người này là những người có óc canh tân, khôi hài và đam mê. Nhưng khi tiêu cực thì họ cũng là những người nóng vội và vô tâm. Trong phong thủy về ngũ hành, mệnh hỏa chỉ mùa hè, lửa và có sức nóng. Hỏa có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc. Hỏa cũng biểu tượng cho sự bùng nổ và bạo tàn. Như đã biết, phòng khách là không gian quan trọng nhất của ngôi nhà. Phòng khách thường được đặt ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Với mỗi một gia chủ mang bản mệnh khác nhau thì sẽ có những cách thiết kế theo phong cách khác nhau. Do đó, cách bày trí phòng khách sao cho vừa đẹp, lại vừa mang lại tài vận tốt được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt, khi chuẩn bị xây nhà hoặc chọn thuê nhà, bạn có thể tham khảo và áp dụng cho phòng khách của gia đình mình. Đầu tiên là về hướng phòng khách cho người mệnh hỏa. Phòng khách được trang trí đúng cách sẽ giúp cho gia chủ mệnh hỏa gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và làm ăn. Cũng giống như các mệnh khác, mệnh hỏa cũng có các hướng đại diện cho riêng mình. Theo đó, phòng khách của gia chủ mệnh hỏa nên đặt theo hướng Nam, Tây Nam và hướng Đông Bắc và tránh các hướng không phù hợp là hướng Đông, Đông Nam, Tây, Tây Bắc và hướng Bắc. Việc chọn hướng phong thủy phòng khách cho người mệnh hỏa phù hợp sẽ thu hút được nguồn năng lượng tốt, mang đến nhiều tiền tài. Về màu sắc phù hợp với người mệnh hỏa, màu sắc trang trí đóng vai trò quan trọng tạo nên nét đẹp của phòng khách. Do đó, việc chọn được gam màu phù hợp với mệnh của mình là điều vô cùng cần thiết. Các chuyên gia phong thủy đã đưa ra một số các lời khuyên như sau. Về màu tương sinh, mộc sinh hỏa, nên bạn có thể sử dụng những màu bản mệnh của mộc để trang trí cho phòng khách. Đó là các màu như màu tông xanh, xanh lá cây, xanh nước biển hoặc gam màu giống màu gỗ. Cách chọn này sẽ tạo nên một căn phòng ấm cúng, tươi mới, gần gũi với thiên nhiên, tạo sự thoải mái khi nhìn cũng như khi dùng, đồng thời rất dễ phối hợp với các tông màu khác mà không làm mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ. Màu bản mệnh của hỏa là những gam màu như màu đỏ, màu hồng, cam, tím. Các tông màu này được nhiều nước phương Đông sử dụng trong những dịp quan trọng như là đám cưới, lễ ra mắt, bởi nó tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Đối với người phương Tây, đây là tông màu thể hiện lòng can đảm, nhiệt huyết, thách thức và đam mê. Màu tím thì lại thể hiện sự lãng mạn, màu đỏ là màu của tình yêu nồng nàn, màu vàng đại diện cho quyền lực, sự sang trọng. Tuy nhiên, đây đều là những gam màu khá là gắt, nên khi sử dụng thì không nên lạm dụng quá nhiều để tránh cảm giác mỏi mắt, tăng sự bực bội và quá khích. Bạn chỉ nên dùng một chút để nhấn nhá cho ngôi nhà như một vật trang trí, trong phòng có màu đỏ hay là một bức tường có màu đỏ chẳng hạn. Về màu tương khắc, trong thuyết ngũ hành thì thủy và hỏa khác nhau. Hỏa mạnh mẽ cháy sáng nhưng lại bị thủy lạnh lùng dập tắt. Do đó, phong thủy phòng khách cho người mệnh hỏa tuyệt đối phải tránh màu đen, xám, xanh biển sẫm, giảm thiểu sự không may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, nói như vậy không đồng nghĩa là bạn không được sử dụng. Nếu sử dụng ít và hạn chế để tô điểm cho căn phòng thì vẫn được. Tiếp theo là về màu sắc chất liệu đồ nội thất theo phong thủy cho người mệnh hỏa. Nội thất sử dụng trong phong thủy phòng khách cho người mệnh hỏa nên có dạng thuôn và dài. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là kiểu dáng tượng trưng cho hành mộc, rất tốt cho sức khỏe và sự nghiệp. Hạn chế sử dụng những đồ nội thất có góc nhọn bởi nó không tốt về mặt phong thủy, làm nội khí tù hãm,
dễ dẫn đến va chạm giữa các thành viên trong gia đình và với những người khác, khiến mọi người có cảm giác bị đe dọa, không thoải mái khi nghỉ ngơi. Chất liệu của những vật dụng nội thất nên là gỗ, vì gỗ đại diện cho hành mộc, tương sinh với hỏa. Mặt khác, các sản phẩm được làm từ gỗ như bàn ghế sofa, kệ tivi, tủ rượu mang đến vẻ đẹp sang trọng, gần gũi, tinh tế, tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng, lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Tuy nhiên, cái gì nhiều thì cũng không tốt đúng không nào? Do đó, bạn nên kết hợp thêm những vật trang trí chất liệu khác. Hạn chế sử dụng những đồ nội thất bằng kim loại như là các kiểu bàn bằng chân sắt, vì hỏa khắc kim mang đến điều không may mắn cho gia chủ. Tiếp theo là về sàn phòng khách. Sàn phòng khách phải đảm bảo độ bằng phẳng, không gập ghềnh, chỗ cao, chỗ thấp. Vì sàn chỗ cao, chỗ thấp sẽ dễ gây nên những sóng gió trong gia đình, những tai họa cho các thành viên đang sống trong nhà. Nếu muốn thiết kế sàn, bạn có thể chọn sàn gỗ, vừa tăng sự ấm cúng lại vừa tăng thêm phong thủy cho phòng khách, do mộc sinh hỏa. Ngoài những yếu tố trên thì phong thủy phòng khách cho người mệnh hỏa cần lưu ý thêm một số các điều sau. Thứ nhất là về vật dụng trang trí trong phòng khách, không nên quá nhiều, tránh tạo sự đột ngột, gò bó, chiếm nhiều diện tích trong phòng. Bạn nên có bố cục sắp xếp rõ ràng, hợp lý để có độ thoáng, thu hút được nguồn không khí mới, mang đến sự thoải mái cho các thành viên trong gia đình mình. Phong thủy là yếu tố quan trọng, tạo cảm giác an tâm cho con người. Do đó, nếu bạn là người mệnh hỏa thì nên bố trí phong thủy phòng khách cho người mệnh hỏa sao cho hợp lý, mang đến không gian sống hiện đại, đón tài lộc và may mắn vào nhà. Hy vọng với những chia sẻ về cách chọn phòng khách cho gia chủ mệnh hỏa sẽ giúp cho các bạn có những thông tin bổ ích và lựa chọn thiết kế cho mình một căn phòng khách phù hợp với bản thân. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại câu hỏi cho chúng tôi ngay dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay theo hotline 096 345 9288 để được tư vấn cụ thể. Và đừng quên đăng ký ngay kênh YouTube để chúng tôi được tiếp tục đồng hành và các bạn cũng được chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế đẹp và độc đáo nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.